Theo ghi nhận của nhóm phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, hiện có một thực tế đáng lo ngại khi những bãi biển, bãi tắm, vịnh biển ở miền Trung đang tràn lan rác thải nhựa, chất thải. Tại khu vực ven biển các xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Tịnh Kỳ, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, rác thải bủa vây bờ biển, bên sông. Nhiều du khách khi đến đây đều kinh hãi trước cảnh bãi biển thường xuyên tràn ngập rác thải nhựa. Vùng ven biển các huyện, thành phố như Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ của tỉnh Bình Định đều nhan nhản rác thải do người dân tùy tiện xả ra môi trường. Tại làng biển Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, không chỉ có rác thải nhựa, nước thải sinh hoạt tràn lan, mà ở đây người dân còn vô tư mang rác đổ thẳng xuống biển. Ven vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn khi có nhiều rác thải nhựa bủa vây nổi lên bờ. Tại ven bờ vịnh thuộc khu phố Dân Phước, khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, rác thải của người dân vô tư đổ thẳng xuống vịnh đã tạo thành những bãi rác chất đóng, bốc mùi hôi thối. Còn tại bãi biển khu du lịch Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, một số khu nhà hàng lụp sụp bị bủa vây trong rác thải. Cả vùng biển hoang sơ từng đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh nay trở nên vắng vẻ. Bãi biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà cạnh đó với hàng loạt cống nước thải sinh hoạt đen ngòm của nhiều hộ dân chảy tràn bãi cát, bốc mùi hôi thối.